Bây giờ chúng ta qua đoạn chánh kinh tới 112. Như nương cội cây định danh bóng cây, cùng thế ấy do nương xác định danh là người, phải không? Như nương cội cây định danh là bóng cây, cội cây là vô thường, bóng cây cũng vô thường, cùng thế ấy sắc là vô thường, người cũng vô thường, phải không? Không nên nói như thế. Như nương cội cây định danh là bóng cây, cội cây là khác, bóng cây là khác, cùng thế đó do nương sắc định danh là người, người là khác, sắc là khác, phải không? Không nên nói như thế. Đấy. Bây giờ đây, đây là vấn đề. Do nương một cây định danh là bóng cây, cùng thế ấy do nương sắc cây vô thường. Như vậy nói là bóng cây vô thường. Cùng cái ấy sắc là vô thường. Như vậy nói là người. Không nên nói như thế. Rồi, do nương cội cây định danh là bóng cây, cội cây là khác, bóng cây là khác, phải không? Còn thế do nương sắc định danh là người, sắc là khác, người là khác, phải không? Bởi vì trong đoạn này mình nói là như thế. Đấy, để chúng ta giải coi câu này trước. Nương chữ nương đây có nghĩa là không lè, chữ nương có nghĩa là thắng tích mà không có lè. Bây giờ chúng ta đã ở trong này, chúng ta gọi là nương trong cái chánh điện này. Nhưng mà khi mà chúng ta bước ra ngoài á, gọi là còn nương chánh điện không? Không, tại vì lìa bỏ hết rồi. Quý vị ở trong nhà, quý vị nương trong nhà này. Nhưng mà ra khỏi nhà còn nương nhà không? Vậy nương có nghĩa là thắng thích mà không lìa bỏ. Cũng vậy, cái cây thì bóng của cái cội cây này đó, bóng cội cây này được gọi, bóng cội cây này đó được gọi là bóng cây, đúng không? Đúng không? Này dễ hiểu như thế. Ví dụ như cái núi thì nó gọi là bóng núi, đúng không? Cái nhà thì gọi là bóng nhà. Thì cội cây là gốc, mà cái bóng nó là ngọn. Nói cách khác, cội cây nó là nhân, mà bóng cây nó là quả. Cũng giống như ngọn lửa rơm thì người ta gọi nương rơm, để có ngọn lửa thì nó gọi là lửa rơm. Mà nương điện mà có lửa thì người ta gọi là lửa điện. Như lại vậy, ngọn lửa nó chính là quả của cái nhân nào sinh ra nó.
ánh sáng của mặt trời thì ta gọi là ánh sáng mặt trời đó. Nương theo mặt trời có ánh sáng thì cái ánh sáng đó ta gọi là ánh sáng mặt trời, đúng không? Do nương theo mặt trăng có ánh sáng thì ta gọi là ánh sáng mặt trăng, đúng không? Do nương theo lửa có ánh sáng thì gọi là ánh sáng của lửa, đúng không? Như vậy ánh sáng nó là quả mà cái vật mà nó có, nó là nhân. Cũng vậy, cội cây nó là quả, bóng cây nó, cội cây nó là nhân mà bóng cây nó là quả. Bởi không có cái cội cây thì làm gì có bóng cây. Tự nhiên có cái bóng cây lên, không có cội cây, chuyện nó không có xảy ra được. Nhưng mà cội cây vô lường, cội cây thì vô lường, đúng không? Thì bóng cây cũng phải vô, nó tốn cái cây đi thì bóng cây nó sẽ mất đi, không có được. Thì cũng vậy, do sắc có định danh là người thì sắc là vô thường, sắc là danh, đúng không? Người là quả, đúng không? Mà sắc là vô thường thì người cũng phải vô thường, à. Thì tới đây đây không thể đáp phải đáp. Bởi vì chủ trương ấy, quan điểm của B là người bất biến, đúng không? Thường hằng, đúng không? Quan điểm của B là người thường hằng bất biến, mà đáp phải rồi là chấp nhận người bị vô thường thì tự mình phá vỡ lấy cái luận điểm của mình. Hiểu ý chỗ này chưa? Nên chỗ này không thể đáp là phải rồi, mà B cũng không thể đáp là không phải. Bởi vì rõ ràng do nương sắc, bởi vì do rõ ràng do nương sắc thì mới định danh là người. Không có sắc làm sao định danh là người? Do không có thọ tưởng hành thức sao định danh là người? Mà không có sắc thọ tưởng hành thức á, thì không thể có định danh là người được, đúng không? Mà sắc rõ ràng là vô thường rồi thì người là phải vô thường, do nó không thể đáp là không. Không phải đáp phải rồi là tự mình phá vỡ cái luận điểm của mình, mà đáp không phải thì rõ ràng đi ngược lại với sự thật, nên buộc lòng phải đáp là không nên nói như thế. Nắm được ý này chưa? Rồi. Khi mình đáp là không nói như thế thì bây giờ B là trên cái B từ 4 mới đọc ra một đề khác. Một đề khác. Do hương cội cây, do bóng cây, do sắc, thế ấy do định danh là người phải không? Cội cây là khác, bóng cây là khác, cùng thế ấy người là khác, luôn sắc là khác, người là khác. Không mà nói như thế. À, chánh kinh là như vậy. Thấy được cái bẫy chưa? Cái bẫy nằm lên kia kìa, chứ không phải nằm lên chỗ này đâu, nằm lên kia. Cái bẫy nằm chỗ chữ nương đó. Nương có ý nghĩa là phán thức không lìa bỏ. Nhưng mà sự kiện rõ ràng là nó không lìa bỏ, nhưng mà sự kiện rõ ràng khác, đúng không? Rõ
cây là khác mà bóng cây là bóng cây có thể mất nhưng mà cội cây có thể không mất. Bóng cây có thể mất nhưng mà cội cây không không mất. Có đùa mà nào xảy ra vậy không? Và ban đêm á bóng cây mất nhưng mà cội cây vẫn còn. Do lương sắc mới định danh là người. Người có thể mất nhưng mà sắc không mất. Nè, nó ngầm trong cái ý đó, đó. Nhưng mà cái bẫy nằm chỗ chữ nương á là cắn kết không. Không lẽ nhưng sự kiện vẫn cứ là khác. Bóng cây khác với cội cây. Nè, cho nên á người sắc là khác. Người là khác. Phải không? Không nên nói như thế. Không nên nói như thế. Tại sao vậy? Nếu đáp phải rồi sắc là khác, người là khác, thì rõ ràng rằng á ngoại trừ người mà không có dính liền với sắc á, thì ngoại trừ ở cõi vô sắc mà thôi. Người cái người vô quan niệm á, tại vì người sắc là khác, người là khác. Sắc không có dính líu gì tới người hết á. Nè, vậy cái người mà không dính líu tới sắc. Không liên quan sắc. Thì chỉ cho người này ở cõi vô. Vô sắc đúng không? Như vậy cái quan điểm mà cái người thường hằng bất biến của ông chỉ có ở cõi vô sắc. Cõi ngũ uẩn hay còn lại thì những chúng sanh đó không phải là người theo quan điểm đó. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Nếu bê đó phải rồi thì sắc là khác, người là khác. Tức là sắc không liên quan tới người, người không liên quan tới sắc. Mà đã vậy thì cái người mà không liên quan tới sắc thì người này chỉ có cõi vô sắc thôi đúng không? Đúng không? Thì cái người mà thường hằng bất biến của ông quan điểm đó, nó chỉ có ở cõi vô sắc mà thôi, chứ cõi ngũ uẩn thì không đúng. Nếu quan niệm của B thì sao? Người bất cứ cõi nào thì cũng thường hằng bất biến. Cho nên không thể đáp phải. Phải rồi. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu chưa? Bây giờ đáp không phải thì rõ ràng cái sự kiện này nó là khác nha, rõ ràng hoàn toàn. Bóng cây là khác, người là khác đúng không? Quên, cội cây là khác, bóng cây là khác đúng không? Thì rõ ràng đúng không? Người là khác, sắc là khác đúng không? Người là sắc không? Phải người là sắc không? Người khác sắc hay là người là sắc? Người khác sắc hay người là sắc? Người là sắc hay người khác sắc? Không biết người là sắc hay người khác sắc. Nếu cho người là sắc thì rơi vào cái gì? Nếu cho người là sắc thì rơi vào cái gì?
rơi vào thân kiến. Nó đây là tà kiến. Sắc là ta là sắc đúng không? Sắc có trong ta có trong sắc đúng không? Này học trước đây rồi, lâu rồi mà. Nếu cho người là sắc thì rơi vào thân kiến. À. Mà nếu cho người mà khác sắc á thì rơi vào đoạn. Nên cả hai trường hợp không chấp nhận là người với sắc là khác, mà cũng phải là người với sắc là một. Ở chỗ đó không là thân kiến nằm cho đó. Mà thân kiến thuộc về tà là kiến. Về sắc là người, nó không phải một mà cũng không phải là hai. Sắc với người không phải một mà cũng không phải là hai. Như vậy mới thoát ra được cái tà kiến này. Nếu cho sắc là khác, người là khác thì rơi vào cái đoạn kiến ngay. Đoạn kiến là sao? Cái đoạn kiến này nó có thể là vô nhân vô nhân kiến hoặc vô hành kiến. Sắc là nhân để tạo ra người không? Sắc là nhân để tạo người không? Thì sắc này không phải là khác, mà bình nhật đó thì thấy rõ là sắc là khác, người là khác. Nhưng mà có ai mà cầm cái cây mà quýnh vô ta thì sao quýnh tôi liền? Mà rõ ràng người đó nói tôi đánh sắc cho tao đến ông đâu. Nếu cho sắc là khác, người là khác thì cái ai cầm cây đó mà đánh mình hoặc phải cầm dao mà chém mình á, nói sao không chém tôi, tao có chém ông đâu, chém sắc mà tao chém ông. Đây là chủ thuyết của Purana Kassapa đó. Đó là một cái người mà cầm dao á mà chém người khác không phải là sắc xanh, mà chẳng qua là đất nước lửa gió, đi vào đất nước lửa gió mà thôi, ăn trống đất nước lửa gió mà thôi. Nên không có phạm giới sắc xanh gì hết trơn á, không có tội ác gì hết trơn á. Ông nói thì nghe hay vậy chứ ông thử đứng vào ta chém không dám không. Nói nghe hay vậy đó. À, lý luận á, cái chiều nay học cái tưởng á mới ghê đó, tưởng mới đẻ ra biết bao nhiêu cái lý luận tầm bậy. Cho nên á, sắc nương sanh ra người, người có thể tạo ra sắc không? Ví dụ thì sắc mình đang yếu đúng không, bệnh đúng không, bệnh là sắc mình suy đúng không, người uống thuốc vô hết không? Mặc dù người là định danh á, có ai bệnh mà không đi bác sĩ không? Vậy trường hợp chỗ đó không có bác sĩ, có thuốc thôi. Đấy, cho nên không phải một mà cũng không hai hai, tức là nó tác dụng hỗ tương qua lại lẫn nhau. Trong cao học được gọi là hỗ tương duyên đó. Vậy, cho nên không cần phải trả lời người với sắc là một mà cũng không xem nó là khác nữa. Đây là cái bảy. Cho nên đây cũng không thể trả lời là không phải. Bởi vì trả lời khác cũng bị sai, mà trả lời là một cũng sai, cũng không đúng. Cho nên buộc lòng phải nói là không nên nói như thế. Nắm được ý chưa? Rồi. Dạ. Yeah. Quá giờ rồi ba, mai mốt nghỉ bù giờ.